Hello, chào các bạn nha. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha. Bữa nay mình có mua được chút đỉnh heo quay với lại vịt quay. Ok, làm vài chai chơi cho nó vui. Mà các bạn xem chơi cho vui nha. Đây, cái này cũng y như cũ. Đây đằng sau nhà mình. Ok. Đây là y như cũ, không có gì khác hết. Đây là cây tắc. Kế bên đó là cái cây trúc. Trúc thì chanh cũng nhiều lắm. Thấy không? Có trên kia cũng trái nữa. Mà các bạn xem chơi cho vui nha. Okay. Cuối tuần đó bạn, đó, mời các bạn. Okay, mời các bạn nha. Mát quá mát. Mời các bạn như mình nha. Này heo quay. Mời các bạn nha. Quá đã. Bánh mì các bạn. Mời các bạn vô nha.
mát quá trời. Làm thêm cục nữa nha các bạn, ngon quá. Cái này heo này nó quay ngon quá trời. Ăn thử miếng da nó. Giòn, giòn lắm à. Quá ngon. Dưa leo mời bạn nha. Mát rồi à. Mời bạn nha. Làm cùng nữa các bạn ơi, ngon quá trời. Okay, mời các bạn vô nha. Ok, giờ mình thử miếng vịt quay nha các bạn. Quay nạt không à.
mời các bạn nha. Quá ngon. Còi vịt quay quá, ngon quá các bạn ơi. Các bạn nha. Mời các bạn vô nha. Tạm dừng nha các bạn. Hẹn các
các bạn ở clip sau nha. Chào tạm biệt các bạn nha. Ok, bye bye các bạn.